nay thì Câu Cầu cũng chính bởi vì là Câu Cầu bận cái chương trình đó cho nên là mình không có thời gian để chuẩn bị video cho các bạn. Và ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục quay trở lại với lại cái chủ đề về màu sắc và hàm nghĩa văn hóa. Đây không phải lần đầu tiên Câu Cầu chia sẻ với các bạn về chủ đề này. Và ngày hôm nay Câu Cầu chia sẻ là bởi vì đang soạn cái chương trình về từ vựng giày da công nghiệp cho các bạn, và tiện thể thì chia sẻ với các bạn đây là những cái nội dung phía trước thì Câu Cầu đã chia sẻ với các bạn từ video lần trước rồi. Và bây giờ thì ngày hôm nay Câu Cầu tập trung vào một cái màu, đó là màu khoáng. Thì khoáng là màu vàng đúng không các bạn? Thế thì khi nào thì lá ở trên cây nó sẽ biến thành màu vàng ạ? Khi mà nó sắp rụng xuống đúng không ạ? Khoáng xưa là thể hiện một cái, tức là cái màu vàng của cung đình nó khác các bạn nhé. Thế và cái màu vàng của lá nó sẽ thể hiện sự yếu ớt vàng vọt. Trong văn học cũng như thế thôi, khoáng xưa là thể hiện sự vàng vọt và nó sắp tức là sắp từ giã cõi đời thì chúng ta thường nó khoáng. Và chính vì cái nghĩa này cho nên là từ khoáng này nó thường mang nghĩa gì ạ? Mang nghĩa thất bại và mang nghĩa mất mát. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhé. Và các bạn lưu ý một chút, đó là khoáng xưa xảo xua là cái tiểu thuyết người lớn đấy các bạn, hoặc là phim người lớn thì người ta sẽ gọi là khoáng xưa phiên, khoáng xưa tiên nhiễu, thì những cái cụm từ này nó rất là nhạy cảm. Cho nên là các bạn lưu ý là trong văn cảnh khi mà các bạn biết được một nghĩa của từ khoáng, có nghĩa là những cái gì nhỉ? Mang màu sắc con heo ấy, thì các bạn cũng lưu ý một chút, đó là khoáng thì còn có những nghĩa khác nữa, nó thể hiện sự thất bại chứ không phải chỉ có một cái nghĩa là nghĩa nhạy cảm nha các bạn. Cho nên là khi mà các bạn chú ý khi các bạn học ngoại ngữ thì các bạn nhớ đến các lớp nghĩa của một từ chứ đừng tập trung vào một nghĩa rồi chúng ta lại hiểu lý giải sai ạ. Đầu tiên thì ngày hôm nay Khâu Khẩu xin phép được chia sẻ với các bạn đó là từ chảo khoáng. Chảo nó là một động tác, ví dụ như là chúng ta đánh cái trứng lên, khi chúng ta làm bánh thì chúng ta cũng gọi là chảo. Cái động từ này là động từ tức là đánh, bạn thò cái đũa và bạn đánh, hoặc là bạn có cái máy để bạn đánh thì gọi là chảo. Thế và chảo khoáng là một từ có nghĩa là gì ạ? Hán ngữ từ ngữ ý sử sự sự tình thất bại hoặc là sự kế hoạch không thể thực hiện được thời điểm, chúng ta nói chảo khoáng, bị chảo khoáng là có nghĩa là sự việc này đã bị làm cho thất bại rồi. Bị chảo khoáng là bị chảo khoáng lợ thì có nghĩa là đã thất bại rồi. Và tiếp theo nữa đó là tham mà lẻ khoáng lợ, tham mà lẻ khoáng lợ thì đây là khẩu ngữ của người phương Bắc, nó nghĩa là hai đứa nó đã bay rồi đấy, xong rồi đấy, toang rồi đấy. Thế và chơ bị sinh ý chưa tỷ khoáng lợ, chơ bị sinh ý, sinh ý là buôn bán đúng không ạ, bỉ là lượng từ thì chúng ta dịch ra tiếng Việt chúng ta có thể dịch là phi vụ làm ăn. Chơ bị sinh ý, chưa bị sơ nghi chưa tỷ khoáng là chưa tỷ là triệt để rồi đấy, tức là xong hẳn rồi đấy, phi vụ làm ăn này coi như là xong, là đứt tạch rồi. Và tiếp theo đến là cái khoáng xưa xảo xua thì Câu Cầu vừa mới nói rồi, nó gọi là chứng rấn xảo xua, chính xưa xảo xua và khoáng xưa xảo xua, thì cái ở đây thì khoáng xưa này có nghĩa là màu sắc gọi là sắc dục ấy ạ. Tuần tiếp theo đến là pái thì Khâu Khẩu đã từng nói với các bạn rồi, pái thì pái thay hiển ta lườm nó một phát, liền xưa trang pái có nghĩa là khi chúng ta mệt thì mặt chúng ta trắng bệch ra, liền tâu lui là chúng ta sợ hãi mặt xanh lét, tai lui mau thì chúng ta biết rồi đó là bị mọc sừng, cả cuộc đời này thì chẳng ai thích tai lui mau, bị tai lui mau cả, và cũng không nên để người khác tai lui mau. Tiếp theo là bái lái là phí công đến, bái xua xua ở bái xua phí lời, mình đã từng chia sẻ rất nhiều ở các video khác rồi. Bái chẩu y thang mất công đi một chuyến, bái chẻng phí công. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục đó là đi với màu húng. Húng, húng trợ liền xua hoa, húng trợ liền xua hoa thì có hai lớp nghĩa thường gặp, mình nói là thường gặp bởi vì nó còn có nghĩa khác nữa. Húng trợ liền xua hoa có nghĩa là thứ nhất đó là xấu hổ,
啊，说啥呢？八字没有一撇啊，还早着呢。他红着脸说：“cái này thì có nghĩa là gì？” Ôi, nói cái gì đây? 8 chữ没有一撇là một tục ngữ, một câu tục ngữ. Đó là gì ạ? Đó là mọi việc chưa đâu vào vì đâu cả. Các bạn lưu ý một chút này, không cầu giải thích luôn. 8 chữ có nghĩa là cái số 8 này nhé. Tức là số 8 thì nó có phải là có một nét như thế này với một nét như thế này đúng không ạ? Thì cái nét bên phải này gọi là撇. 8 chữ没有一撇. Hái chảo rồi nè, có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là việc nó chưa đâu vào với đâu cả. Các bạn lưu ý nhá. Ba chữ mấy y撇, có nghĩa là việc chưa đâu vào với đâu cả. Thế mà cái này có thể là liên tưởng đến là ê, có phải là hai đứa mày chuẩn bị kết hôn không? Thế là cậu kia xấu hổ con nói: "Số xả nè, ba chữ mấy y撇, hái chảo rồi nè." Có nghĩa là ôi trời ơi, nói cái gì đây? Còn việc còn chưa đâu vào với đâu cả, vẫn đang còn sớm lắm. Đấy, kiểu dạng như thế các bạn ạ. Thế và tha húng trở liền sơ nghĩa là đỏ bừng mặt để nói. Cái ở đây cái câu này chúng ta có thể dịch là đỏ bừng mặt để nói. Các bạn lưu ý là khi chúng ta làm phiên dịch thì chúng ta cố gắng dịch cho nó thoáng, đừng có cứ chăm 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 vào từng từ một. Mình dạy học sinh, mình dạy nhiều học sinh á, mình thấy là mình thường xuyên chê các bạn ấy là ui sao tiếng Việt kém thế, tiếng mẹ đẻ kém thế. Nhưng kỳ thực là không phải, đó là khi mà chúng ta cuống lên thì chúng ta bí từ các bạn ạ. Không cầu chỉ nói đùa với các bạn là tiếng Việt kém thôi, chứ còn thực ra nó là bí từ. Bản thân Khốc Khẩu cũng thế mà. Mình làm phiên dịch nhiều năm nhưng mà cái chuyện bí từ là chuyện thường xuyên, thường ngày ở huyện. Nói thật với các bạn là chia sẻ luôn là mình đang dịch tài liệu phiên dịch cao cấp ấy. Mình đang dịch đến bát quái các bạn ạ. Mình chả biết gì về bát quái cả, mình chả biết gì về hà đồ cả, cho nên là mình cũng đang 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 ngắc ngứ và mình thôi mình không dịch nữa, mình lôi tài liệu ra mình chuẩn bị cho học trò. Đây là nội dung bài giảng cho học trò của mình. Tiếp theo đó là ngoài thể hiện sự xấu hổ ra thì cái húng trở liền su khoa này còn thể hiện cái gì ạ? Ở đây có thêm một ví dụ nữa nha. A tu sô quán khoa à sô quán húng trở liền ti trở thấu húng trở liền ti trở thấu quang trở. Mà các bạn nhìn thấy chưa? Đây là cách nói của người phương Bắc. Ngày trước lúc mà mình học thạc sĩ ở Fudan University thì thầy mình là người Hà Nam, ở tỉnh Hà Nam ấy các bạn ạ, cho nên là thầy rất là thường xuyên động viên bọn mình là sử dụng những ngôn ngữ của người phương Bắc để cho nó nói cho nó gọi là giống với lại là người bản địa. Ti trở thấu quang trở tư chỉ tờ xía diện là các bạn biết không, từ xía diện là cái mũi giày ấy các bạn, xía diện là mũi giày. Đây, xía chiên là mũi giày. A tu sô ván húng trở liền, ti trở thấu, quang trở tức chỉ tờ xía chiên. Mình nói xong, cô đỗ, cô nói xong, em đỗ, em nói xong rồi ấy, em ấy cúi đầu, em ấy nhìn vào cái mũi giày của mình, thẹn đó cả mặt rồi. Tiếp theo nữa đấy là nghĩa mang nghĩa sân chi. Xin lỗi các bạn, mình chưa tắt cái tiếng này. Sân chi có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là tức giận đấy ạ. Tha tưng trở liền, húng trở liền, mãn phu hú y. Minh sưng bù xiang, minh sưng bù xiang. Câu này có nghĩa là gì? Tha tưng trở liền, trợn mắt. Húng trở liền, mặt đỏ phừng phừng. Mãn phu hú y, mãn phu, một bụng. Nghi ngờ đúng không? Hoài nghi đúng không? Hay là tức giận ạ? Minh sưng bù xiang, minh sưng bù xiang. Minh chúng ta biết rồi, minh minh bú lừa có nghĩa là suốt ngày bị nhốt ở trong nhà thì không vui, cho nên là minh minh bú lừa có nghĩa là ủ dột. Ỉu xìu, mân sưng bu xiảng có nghĩa là im lặng không nói gì. Đó, thế thì là húng trở liền ở đây có nghĩa là tức giận, tức đến tím mặt tím gai, đỏ dựng cả mặt lên, cẩn thận nha. Mấy người cao huyết áp là đừng có mà tức giận nhiều ốm chết. Rồi tiếp theo đấy là chơi chín hẳn húng, có nghĩa là gần đây rất là hot đấy các bạn ạ, hot girl ấy các bạn. Sinh ý cho ta húng húng khổ khổ, làm buôn bán làm rất là tốt, húng húng khổ khổ nghĩa là buôn bán phát tài. Khăn rấn tờ liền sơ à, khăn rấn tờ liền sơ sân khổ. Khăn rấn tờ liền sơ nghĩa là phải nhìn sắc mặt của người khác. Chúng ta đi làm mà chúng ta phải nhìn sắc mặt, đây là nghệ thuật đi làm rồi. Đi đến công xưởng mà suốt ngày hớn ha hớn hở thì cũng vô duyên, cho nên là phải nhìn mặt của người ta. Người ta nhìn mặt đồng nghiệp, nhìn mặt tất nhiên là cũng có nhiều người cũng chán lắm, cũng suốt ngày gọi là chính suy u rản, nhưng mà chí suy u rản có nghĩa là suốt ngày ỉu xìu hầm hầm á. Nỉ tợ liền sơ yếu điểm của tôi chưa ở trong trang bài bái tợ ra mặt của cậu nhìn trông bú tôi chưa có nghĩa là không nhìn có vẻ sao sao ấy, nhìn có vẻ sao sao ấy, bú tôi chưa
trăng bái tợ có nghĩa là nó cứ trắng bệch ra các bạn. Khi mà chúng ta bị ốm thì chúng ta thường như này, đặc biệt là nữ sinh đến những cái ngày kinh nguyệt. Khai lùi tung là bật đèn xanh cho, tức là gợi ý cho mà đi. Leng khống phái có nghĩa là giơ thẻ đỏ đấy, phạt rồi đấy. Rồi còn một từ cuối cùng đó là khuê tử, bí tử khuê, bí tử khuê. Đây đây bạn. Bí tử khuê, bí tử khuê có nghĩa là gì ạ? Khuê là màu xám. Đây các bạn, màu xám giống như cái thanh công cụ này, màu xám. Thế và trong tiếng Trung thì cái khuê này nó thường nói đến su cà na xí muội các bạn ạ. Su su lắm thì người ta gọi là khuê. Khuê cu nẻng có nghĩa là cô bé lọ lem đấy ạ. Khuê là bụi. Thế và bí tử khuê có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là mũi bị dính bụi. Mũi bị dính bụi có nghĩa là gì? Đó chính là một cách nói là bị cự tuyệt. Do tạo chi chế của chư dớ là trách mắng. Lua tợ mấy chư có nghĩa là cảm thấy rất là tẽn tò. Nghĩa của nó đó là gì ạ? Đó là mũi dính đầy tro, và hàm nghĩa là bị một vố, bị chửi mắng té tát, hoặc là và làm cho chúng ta chán nản vì bị cự tuyệt, bị trách móc. Thế thì chúng ta xem một số ví dụ nha. Các bạn trẻ khi đi làm thì các bạn lưu ý đó là chúng ta cẩn thận khi mà đưa ra các ý kiến góp ý với cấp trên, kể cả với bố mẹ hoặc là với những người khác cũng thế thôi. Đó là chúng ta phải thận trọng. Đây này, tha pa peng peng y bí tử khuê hoa tao tuổi biến tha yêu bảo hoa thun là xe chữ, có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cô ấy sợ bị chửi một vố té tát cho nên là đã nói lời, đã nói ở bên nhá. Khoa tao chuỗi biên có nghĩa là đã ngấp nghé nói ra rồi, sắp nói ra rồi nhưng mà thôi lại thuân bả khoa thuân lợ xa chữ có nghĩa là định nói rồi đấy. Khoa qua tao chuỗi biên là có nghĩa là lời nói đã chuẩn bị nói ra rồi nhưng mà thôi lại nuốt nó xuống, nhịn không nói nữa. Khâu khẩu thường xuyên như thế này.